Này là đi Tết nè, hả? Đi làm ở trên thành phố mà nghe nói là để giãn ngày mùng 4 tháng 10 để giãn cách. Mà bây giờ nó nào hay giờ đi á thì nó không có cho đi, giờ nó bắt đi Tết. Một ngày 350. Tết 350. Một ngày Tết 350 mà đi được 3 ngày thì mới cho đi, mà tôi đi ở đợ tôi làm một ngày có 150 à, tôi lên thành phố tôi quét dọn nhà cửa có 150 à. À bây giờ gọi hả đi một cái Tết như vậy là 350. 350 là chạy ra là tôi đi được 3 ngày. Vậy thì làm sao tôi sống đây? Tết 350 mà Tết bao đi 3 ngày, 3 ngày Tết lại rồi 350 tiếp nữa, mà trong đó đi là ở đợ đi làm mướn nha, người ta ngày có 150 à. Mà từ đây mà bước qua thành phố chỉ có là cách nhau có 3 cây số à. Đi qua cái chốt này là cách 3 cây số. Từ cái này làm sao sống?